càng là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe qua. Trong lúc nhất thời, khán giả lúc trước thất vọng không còn sót lại một chút gì, cái này nằm nhất thật sự là không phải bình thường. Lý Tư Kỳ đương nhiên sẽ không yếu thế, hắn là ngũ hoàn hồn vương, tiền lỗi bất quá đã là tam hoàn mà thôi. Hắn vọt tới phía trước, liền đem ở trong tay huyền vũ thận hướng về phía cổ tiền lỗi đập tới. Tiền lỗi cũng không lẻ tránh, một bàn tay liền hướng về phía cổ huyền vũ thuận đánh xa phanh một tiếng vàng chấm tiền lỗi cùng với lý tư kỳ cái lùi về phía sau một bước huyền vũ thuẫn bên trên chuyển đến một hồi tiếng ma sát lý tư kỳ cúi đầu xem xét run sợ thấy chính mình huyền vũ thuẫn mặt ngoài là bị thảo ra mấy đạo dấu vết phải biết rằng đây chính là hồn sư giới phi tưởng cường đại phòng ngự loại võ hồn một trong đây là tình huống như thế nào lý tư kỳ giật mình đồng thời động tác truyền tài cũng không dừng lại Hắn thân là học viện sửa lệ các năm thứ ba học viện yếu tố, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú. Hắn đem ở trong tay huyền vũ thuẫn quét ngang mà ra, hướng thiền lỗi quét tới, mà thiền lỗi lại làm ra một cái lệch lý tư kỳ không hiểu thấu động tác. Cả tên này không có né tránh, cũng không có thi triển ra cái gì ở chiến kỹ. Cứ như vậy đem hai tay che ở trước người, cúi đầu xuống hướng về phía của lý tư kỳ lao đến leng keng leng keng huyền vũ thẫn đột nhiên chạm tại trong tiền lỗi bên trên thân lập tức nắm lấy tiền lỗi đánh cho ngã nhào có thể là hắn trọng qua là trên mặt đất lăn một vòng liền đứng lên sau đó lần lửa nhào về phía cổ lý tư ký chớ nhìn hắn béo tốc độ lại thật sự rất là nhanh không phải hắn không muốn dùng chiến kỹ vấn đề là, là không biết hắn căn bản liền sẽ không biết nên không dám sử dụng mặc dù có thể cùng với kim mập mạp hợp thế có thể là hắn lúc nào học qua chiến kỹ đấy hắn tu luyện chủ yếu đều là tinh thần lực lượng phương diện kỹ năng, kim mập mạp vừa mới tỉnh lại, nó cũng cùng với hắn hấp thu ra thậm chí đều không có cái gì rèn luyện thời gian, hắn chẳng qua là hơi quen thuộc hạ sau khi tỉnh dậy, kim mập mạp lúc này lăng lực Kim mập mạp năng lực là gì? Lực lượng lớn vô cùng, da dày thịt béo. Lý Tư Kỳ khiếp sợ, chính mình huyền vũ thân có dạng gì lực lượng công kích, hắn tâm lý nắm chắc rất cao. Coi như là sắt thép cũng sẽ bị chính mình huyền vũ thân cắt ngang. Có thể là bị huyền vũ thân đập trúng, tiền lỗi lúc này giống như là người không việc gì. Phủi mông một cái liền dậy, đồng thời lập tức tốc độ cao xông về phía trước tập trung đường vô cách hồ to một tiếng trên thân màu sắc rực rỡ hào quang nở rỗ thuộc tính ngũ hành giao thế tương đạo đạo quang mang bắn xa lưu phong nào dám cùng với nàng liều mãng hắn đã sớm kéo dài khoảng cách xa xa chạy ra bị đánh bay cái kia một cái trước mắt đường vô cách liền ý thức được tình huống không ổn nàng hiểu rõ chính mình khả năng lại rơi vào làm hiền vũ trong bẫy rõ ràng là chiếm ưu thế cục diễn lại bị đối phương dùng phương thức quỷ dị phá vỡ mà lại làm hiền vũ tiền lỗi lưu phóng cùng với đống thiên thú cho thấy lực lượng cá nhân một lần nữa là hoàn toàn khác biệt. Lúc này thì đường vũ cách bọn hắn 6 người đã bị tách ra. Đống thiên Thua cùng mới làm mộng cầm tốc độ quá nhanh. Các nàng thẳng đến thần thánh thủy tinh hồn sư cùng mới hắc ám áo choàng hồn sư mà đi. Mà Lưu Phong đem đường vô cách đánh bay phương hướng thì là tại trong phương hướng ngược, nàng mong muốn đi cứu viện đã không còn kịp nữa rồi. Mặc dù nàng đối với thần thánh thủy tinh hồn xưa cũng mới hắc ám áo trong hồn xưa có lòng tin, cho rằng hai người một trông sẽ không bị đánh bay, có thể là đội ngũ bị chia cắt thành dạng này, bọn hắn rất có thể sẽ từng cái bị kích phá bọn hắn mạnh nhất địa phương ở chỗ lực lượng tổng hợp tu tầm tại cùng một chỗ bọn hắn liền có thể dùng bất biến ứng vạn biến lam miền vũ muốn đem bọn hắn tách xa nàng nhất định là phải nhường đồng bạn tập hợp xa lại cùng nhau nhất là đường vũ cách lý tư kỳ và lý tư minh cùng với từ mã tiến bọn hắn cái này bốn tiền ngũ hoàn hồn dư mới là chiến thắng then chốt đường vũ cách ánh mắt trở lên phá lệ sắc bén nàng nhìn về phía của trung chỉ huy là lam miên vũ ngũ thải quang mang bắn ra đường vô cách ánh mắt kiên định vô cùng thân thể giống như là một đoàn quang thải thăng đến làm hiền vũ bay đi năm nhất cá nhân chiến đấu lực lượng mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là nguyên ân huy huy có thể là nhân vật trọng yếu lại chính là làm hiền vũ gia hỏa này nếu như nàng cùng kích nguyên ân huy huy rất có thể sẽ bị kiềm chế cuối cùng rơi vào đối phương thòng lỏng nhưng chỉ cần đánh tàn làm hiền vũ đối phương 6 người liền giang quần lòng vô thủ phe mình tất thắng không thể nghi ngờ cho nên kỳ thật tại trận đấu này ngay từ đầu Đường phụ cách liền để đồng bạn đi nhắm vào làm miền vũ Có thể không thành công Giờ này khắc nấy nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu Chỉ là một nắm lấy làm miền vũ hạ gục Làm miền vũ biến xác không chút sở dự xoay người bỏ chạy Xí hỏa Long đã bị huyền vũ thuẫn đập choáng Lý Tương Minh tự nhiên nghe được đường vô cách Lại thêm bọn hắn tại trận đấu này trước đó liền đã có an bái Cái kia chính là đấu tiền hạ gục làm miền vũ Ca tương đồng vách sắt Lý Tương Minh hồ to một tiếng, Lý Tư Kỳ vừa mới lại một lần nữa đánh bay dây dừa chính mình tiền lỗi, quay người lên hướng về phía của Lý Tương Minh chạy đi. Lúc này tâm tình kém nhất như trước thật ra chính là từ Mã Thiên, Thúy Ma Điểu rất mạnh, cùng với ngũ hoàn tu vi hắn so sánh còn chưa đủ mạnh. Có thể là Thúy Ma Điểu quá nhỏ mà lại tốc độ nhanh vô cùng, chuyên môn cùng kích ánh mắt của hắn dây dừa cho hắn vô cùng nổi nóng. Hiên vũ ca ca, cẩn thận, nguyên ân huy huy lúc này đã nhìn ra không ổn, tiếng kinh hô bên trong, trên thân thứ năm hồn hoàn hào quảng lấp lánh trong tay tiểu tinh linh cùng đột nhiên biến lớn theo nguyên bản màu tím biến thành màu bích sắc tại chung quanh thân thể của hắn nồng đậm lôi nguyên tố ở trong nhà mắt này ngừng tụ mà cái kia từng đạo lô đình không còn là màu tím lam mà là thành bích sắc không thể nghi ngờ cái này chính là nguyên ân huy huy toàn lực ứng phó nhất kích một kích này còn nhớ không có lần trước trọng thương đường vũ cách mũi tên kia uy năng cũng sẽ không kém quá nhiều lỗ tai của hắn trở lên càng thêm nhỏ nhỏ hai con người thiếu đi trước đó cảm giác thần bí biết trong suốt thân thể trở lên càng ngày càng thẳng tắp cái này thứ năm hồn ký điều động ra hắn tự thần tình linh vườn huyết mạch là hắn mạnh nhất nhất kích thấy cảnh này đường vũ cách không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nàng biết rằng mình chiến thuật đúng rồi nguyễn ân huy huy phát ra một kích này chắc chắn sinh ra to lớn tiêu hao cái này hồn ký tùy uy lực kinh người có thể là ở thời điểm này sử súng căn bản cũng không phải là thời cơ tốt nhất mà lúc này lưu phong cũng từ đằng xa hướng ra phía bên này chạy đến tiền lỗi cũng giống như vậy có thể là bọn hắn chạy đến lại có thể nào đâu đấy mặc dù hai người kia năng lực nhường cho đường phụ cách có một chút ngoài ý muốn nhưng bọn hắn tối đa cũng liền là có thể được đến quấy rối tác dụng mà thôi Tư ừ, mã thiên hồ to một tiếng Trên thân thứ năm hồn hoàn lần nữa sáng lên Một cánh tay nâng lên Bảo vệ hai mắt Một cánh tay khác vùng lên chiến phủ hùng hằng nện trên mặt đất Hào quang màu vàng sậm hiện lên trên hình quạt theo mặt đất sông lên Hắn thứ năm hồn ký tên là ám kim địa ngục Mà lần này hắn thứ năm hồn ký lại không phải là vì khống chế lại làm miền vũ Bởi vì hắn khoảng cách làm miền vũ còn là khoảng cách nhất định Có thể là cái này hình quạt quần khống hồn ký vẫn ngăn chặn làm miền vũ chỗ có thể né tránh con đường một đạo màu xanh tia chớp ở trong nháy mắt bùng nổ lô linh chiếu cố phóng thích ra tinh linh vương huyết mạch sau khi giác tỉnh lô linh chiến cố cái kia tia chớp lóe lên mà tới cơ hồ là đem chọn cái sân thi đấu này đều chiếu rọi thành thành bích sắc thế nhưng mà nghênh đón nguyên ân huy huy chính là lại là hai đại huyền phụ thuẫn trong nháy mắt đó trông vào nhỏ tạo thành tường đồng vách sắt Tiền lỗi trường tiếp bị tường đồng vách sắt đụng bay Mà cái kia tia sáng màu xanh hùng hằng đánh vào tường đồng vách sắt Lần trước thì tường đồng vách sắt đối mặt với công kích là thần thánh thủy tinh hồn sứ Cùng với hắc ám áo trang hồn sứ Thẩm phán thiên sứ biến dị sinh ra nổ tung làm nên vụ bọn hắn cũng không có thật đang đối mặt với cái này siêu cường phòng ngự kỹ năng Mà lần này năm nhất công kích mạnh nhất đối mặt với năm thứ ba phòng ngự mạnh nhất Đường phụ cách lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc mắt Nàng đối với Lý Tư Kỳ và Lý Tư Minh huỳnh đệ quá có lòng tin Lần trước lớn như bọn hắn vẫn còn Là tại trạng thái toàn thính Vậy coi như là Nguyễn Ân Huy Huy tạm thời hai lần thức tính Nàng cũng tin tưởng bọn họ có thể ứng đối Lúc này ba người bọn họ đã hội hợp Đường vô cách đại ngũ hành thần quang Ở thời điểm này không có nửa phần giữ lại Tại cái kia hòa mỹ đại ngũ hành thần quang phía dưới Nàng cơ hội ở trong nhé mắt liền đuổi tới lam Miền Vũ trước người quyền oanh xá trong miệng còn quát to một tiếng lam hiên vũ người nhất định phải chết đúng vậy một kích này đường phụ cách nhất định là phải được trong đầu của nàng thậm chí đã có thể về sau hết thảy tiến công tuyến tướng Lý Tư Kỳ và Lý Tư Minh huỳnh đệ gánh vác Nguyên nhân Huy Huy một kích mạnh nhất. Nguyên nhân Huy Huy thực lực tổng hợp nhất định là giảm xuống, thậm chí trước tiên là có thể không để ý tới hắn. Từ mã tiền trước tiên là đem tiền lỗi giả quyết hết, sau đó trở về viện trợ thần thánh thủy tinh hồn sư cùng với hắc ám áo tràng hồn sư giải quyết đúng thiên thu cùng với làm mộng cấm. Trận chiến đấu này liền lại không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đường phụ cách thậm chí cảm giác sáng, mình một quyền đánh chúng làm miền vũ về sau. Trận đấu này có thể phần ra thắng bại bốn tên ngũ hoàn hồn dừa về cùng làm miền vũ là không tiếc bất cứ giá nào về công hắn. Tại đường vũ cách nắm đấm đến trước khi đến, tia chớp màu xanh đầu tiên rơi vào đường tường đồng vách sắt. Âm thanh lớn vang lên, cái kia tia chớp màu xanh có cực mạnh lực lượng xuyên thấu, một thoáng liền đâm vào tường đồng vách sắt bên trong. Ngay sau đó, một chuỗi âm thanh vang lên, từng đạo vết nứt màu xanh xuất hiện ra tại đường đồng vách sắt phía trên. Lý Tư Kỳ và Lý Tư Minh hai huynh đệ càng đã bị oanh kích đến hướng về sau trượt lui, thẳng đến đường vũ cách bên này lùi tới quá mạnh hai huynh đệ ở trong mắt này tất cả đều là vẻ khiếp sợ bọn hắn lại có một loại ngăn cản không nổi một kích này cảm giác cái này sao có thể nguyên nhân huy huy lại thế nào mạnh như vậy cũng chỉ là một người mà bọn hắn là hai người còn có mạnh mẽ như vậy phòng ngự loại hồn kỹ cái này nguyên đơn huy huy võ hồn là hai lần giác tỉnh lực lượng công kích càng như thế mạnh hơn cùng một lúc đó đường phụ cách ở trên mặt cũng đã nổi lên trên mỉm cười thắng lợi nàng cái kia mang theo đại ngũ hành thần quang nắm đống đã đến lam hiền vũ trước mặt trong mắt của lam hiền vũ bất quá là tam hoán ngoại trừ đầu óc của hắn bên ngoài lực lượng của hắn